Thằng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ AutoCAD này, thằng Lê hướng dẫn các bạn biết cách để các bạn in xuất hình khối ở trong AutoCAD 3D ra file PDF, ra hình ảnh, rồi in xuất ra giấy để mình gửi cho khách hàng, chủ đầu tư của chúng ta. Mời các bạn theo dõi. Thì cái mô hình sau khi các bạn vẽ xong, thì đây là những cái mô hình mà sau khi các bạn vẽ ha. Đây. À, lấy một cái mô hình nào đó đi. Lấy cái một cái bơm này. Thì cái bơm này sau khi mà các bạn vẽ ra xong rồi được cái mô hình này thì có những cái cách sau đây để các bạn xuất ra hình ảnh, xuất ra file PDF, xuất ra giấy để các bạn gửi cho khách của chúng ta. À, đầu tiên mình chỉ cho các bạn xuất ra file PDF, bạn nên xuất ra file PDF á để cho cái chất lượng hình ảnh nó cao hơn thì bạn xuất ra so với bạn xuất ra CVG. Là cách xuất ra PDF mà từ cái mô hình sau khi các bạn vẽ xong rồi bạn xuất ra liền. Sau khi bạn vẽ xong rồi bạn có thể ghi cái thước trực tiếp trên đây rồi bạn in xuất, bạn xuất trực tiếp trong model luôn, đó là cách. Thì sẵn đây mình hướng dẫn các bạn ghi cái thước trên cái khối 3D này luôn nha, chỉ vắn tắt để tức là mình ghi cái thước phủ bì thôi để cho những cái kích thước cần nhấn thôi, chẳng hạn cần ghi cái thước trên đây. Thì bạn muốn ghi kích thước trên cái mặt nào á, bạn dùng lệnh UCS Enter nè, bạn dời cái trục độ về cái mặt đó trước nha, nhớ lưu ý cho đó. Rồi sau đó bạn chọn phương X và cái 8 lên, chọn phương X và chọn phương Y. Rồi sau đó bạn ghi cách khác là các bạn dùng UCS. À, khi bạn dùng cái lệnh dời trục độ bạn chú ý là dùng cái lệnh là UCS icon, bạn tắt cái chức năng mà cố định trục độ đi bạn bạn mới dời được. Đây bạn tắt nó đi nè, bạn chọn là origin rồi nó dời về đây nè. Thì bây giờ mọi thứ là bạn ghi cái thước là nằm ở cái bề mặt này, đây là y enter nè, đó bạn thấy chưa, ghi cái thước bình thường nha, chứ bạn không dời về cái mặt này bạn ghi cái thước ra nó báo lỗi đó. Bạn cứ ghi cái thước trên đây để bạn cho người ta thấy cái thước, rồi bạn muốn in trực tiếp ra trên đây luôn thì bạn làm như sau. Bạn nhấn đầu tiên các bạn zoom lại, bạn zoom lại cái view nhìn mà các bạn muốn muốn in đó, bạn quay đè giữ phím shift và cái bánh xe chuột, bạn quay đúng cái view nhìn mà các bạn muốn in xuất cho khách hàng để chúng ta thấy. Xong rồi các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl B, có nhiều cách thì mình chỉ cho các bạn lần lượt luôn. Cách thứ nhất á là bạn xuất ra file PDF bằng cách là mình chọn tên máy in ảo DVG to PDF, rồi cứ cài két vào là có tên máy in ảo này. Khổ giấy các bạn chọn ở đây, giả sử mình xuất ra giấy A3, A4 gì đó các bạn cứ chọn khổ giấy nha. Click vào cái chỗ này, Watercolor, click vào Window, mình in theo cửa sổ. Rồi các bạn zoom nhỏ lại, bằng bắt vừa khít nè, bằng canh vừa khít bằng bao sao nó vừa khít nè, đó như thế này. Thì những cái gì trong cửa sổ, trong cái window mà các bạn mở ra, két nó sẽ in. Rồi, sao? Như vậy là đã xác lập được cái vùng in rồi. Sau khi xác lập được vùng in, các bạn nhìn lướt qua bên đây, bạn chọn Center Alot cho cái hình nằm giữa cái trang in. Và này là Fit to Paper. Nếu bạn in ra máy in cụ thể nào đó, bạn chọn tên máy in nó luôn nha. Tức là mình in trong trường hợp đó, bạn xuất ra giấy. Ở đây mình cái máy tính mình không kết nối với in, mình chọn cái này để xuất ra file PDF. Thì file PDF đó, bạn gửi qua cho khách của mình mở trên điện thoại, mở trên bất kỳ một thiết bị di động nào đều được hết, xem rất dễ dàng và chất lượng hình ảnh rất cao. Ngay chỗ này bạn cứ để cho monochrome đó, mình in trắng đen, in theo laser. Ở đây thì trong 3D bạn có thể mặc định này như thế này đi, quan trọng là bên dưới đây nè, bạn chú ý chỗ này bạn để là monochrome ha. Ngay chỗ này là cái chỗ select nè, Set this viewport option. Đây, chỗ này bạn chọn là Edit Layer, có nghĩa là bạn thấy như thế nào thì nó in ra như thế đó, gọi là Edit Layer. Còn trong đây nó có những cái chế độ in, như bạn chọn bạn để là Erase. Chẳng hạn đầu tiên mình thử cái này cho bạn xem trước nè, rồi mình review cho các bạn xem. Các bạn thấy chưa, cái hình sao thì in ra vậy, do cái này màu đen, màu trắng cho nên nó in xuất ra màu đen đó. Cái nền giấy màu trắng in lấy màu đen nó in xuất ra đó. Chưa nghĩ cái chuột phải acid, mình vào đây mình thử những cái dạng in tiếp theo. Cái này là wireframe, là in cái khung dây thôi. Này bạn nhìn nó in cái khung dây luôn không, toàn bộ cái nét dây nó in hết. Còn cái này là chỉ in cái nét dây mà in cái nét thấy thôi, cái nét khuất, nét ẩn nó không có in. Bạn nhìn này, đó, nó không có in cái nét khuất ẩn khuất ha. Erase tức là nó in cái khung dây nhưng mà chỉ in cái phần thấy thôi. Acid, bạn chọn mấy cái chế độ này người ta nhìn cũng rất là rõ. Rồi mình sẽ đi qua lần lượt cho các bạn xem. 3D Hidden, cái này là chỉ in cái nét dày thôi mà in cái nét thấy.
Đó, thấy không? Nó không có in cái bằng zoom bằng thấy vậy thôi chứ khi xuất ra rất là rõ nha. Cái chỗ phải exit chưa nghĩ. Rồi các bạn cứ vào bằng khám phá tiếp, này là không dây. Cái set tool là in những hình khối mà có bóng. Đây, đó bạn thấy có bóng ha. Rồi exit. Cứ như thế này bạn vào đây bạn dò những cái chế độ in thì thông thường á bạn nên in xuất một là cái dạng là hidden này để cho ta thấy cái nét vẽ, hai là bạn xuất realistic và shaded. Shaded mà bạn chọn thêm with add nữa. Realistic là có nghĩa là khi các bạn có gán vật liệu cho cái khối á thì bạn review bạn sẽ mất thấy cái vật liệu nó hiện lên. Cái này do mình chưa có gán vật liệu, cái này theo cái vật liệu mặc định thì nó in ra như thế này nha. Bạn có gắn vật liệu cho bề mặt nó là cái gì thì nó in ra thì như thế đó bằng cách bạn chọn Realistic. Shaded là chỉ xuất ra hình khối bình thường thôi, hình khối trắng đen thôi, được chưa các bạn? Còn Shaded with Edge tức là mình in ra hình khối nhưng mà có thêm cái nét viền ở cạnh nữa. Bạn review bạn xem nó có thêm cái nét này, này nó có cái nét này, chúng ta thấy có cái nét nha, nó rõ lắm, này in ra nó nhìn nó rõ lắm. Không hiểu sao mình view trên máy có thể là cái cạnh màn hình của mình nó không được tốt. Rồi, giả sử mình chưa ưng ý cái nào hết, mình exit, mình trở lại, mình chọn cái concept tool, ví dụ thế, đó, các bạn cứ thử mấy cái chế độ này, bạn muốn xuất ra cái độ nào đó, bạn quan sát. Này, rồi, mình thì mình thích xuất cái này hơn, cho người ta nhìn thấy nó rõ, có bóng, hoặc là mình xuất cái dạng shaded with edges, còn khi có gắn vật liệu thì chọn realistic, ưng ý, kích chuột phải, load. Như vậy là nếu các bạn in ra giấy thì bạn làm máy in bạn lấy tờ giấy. Còn này mình xuất ra cái file PDF thì bạn phải chọn cái vị trí các bạn lưu cái file PDF này. Đang nằm trong cái mục là document. Rồi mình đặt tên luôn đi. Nên là ra desktop là mình xóa. In 3D1 Cell. Đó là cái cách vừa rồi Thăng Lê vừa chỉ cho các bạn in trực tiếp cái hình khối 3D nó rất là rõ, bạn thấy không? Bạn lấy cái hình này này bạn gửi cho người ta thì rất là tuyệt vời. Thì vừa rồi thằng Lê chỉ cho các bạn in trực tiếp trong cái môi trường vẽ model luôn. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn trong model nhưng mà vẫn có cái khung tên, bạn đưa cái khung tên vào để bạn ghi thông tin công ty, người vẽ, người thiết nó thiết kế, người kiểm tra, tên dự án gì đó để cho nó cái bản vẽ của mình nó bài bản lên. Thì các bạn đưa khung tên vào, cách đưa khung tên như sau. Rồi bạn mở cái khung tên lên để mình khung tên rồi. À đây. Lướt qua rồi. Này khung tên. Bạn cứ copy cái khung tên, nhấn Ctrl C ha. Rồi bạn sang cái file mà các bạn đang làm. Để bạn được bạn nếu mình về bạn dán khung tên vào thì nó nằm như thế này, nó không có đúng, bạn có đúng bằng để cho nó phẳng so với màn hình á thì các bạn nhập cái lệnh là UCS Enter, sau đó các bạn gõ vào V V đó dòng view á, V Enter xong bạn thấy nó phẳng, bạn nhìn con trỏ bạn thấy nó giống y con trỏ 2D vậy đó. Rồi sau đó nhấn Ctrl V bạn dán cái khung vào đây, cái khung lúc này nó phẳng rồi nè, nó phẳng theo cái con trỏ 2D. Bạn scale lên, bạn scale cái khung này lên, bạn kéo lên cỡ 10 lần đi, bạn kéo án án thôi được rồi. Thật ra cái hình là lúc này đâu có tỷ lệ gì đâu, mình đang view trong không gian mà. Này đó, rồi mình kéo mình thấy như thế này thì cái khung giấy nó dư giấy nhiều quá nó phí, chấm 8 thì kéo nhỏ lại nhỏ nữa. Ok, mình thấy vừa rồi đó. Tức là trong không gian model mà vẫn có được cái khung tên đó. Rồi bạn sửa thông tin cái khung tên này lại nha, sửa thông tin lại là bạn in bình thường. Thì trim B thay vì hồi nãy chúng ta in không có khung tên thì bây giờ chúng ta in có khung tên các bạn. Đấy, bạn chọn như thế này nè. Rồi mọi thứ mình cứ để bình thường nha, review bạn xem đấy được chưa nào. Vừa rồi mình bắt nó thiếu một nét đó. Có luôn khung tên mặc dù là tại không gian model, đây cũng làm cách. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn trường hợp mà bạn làm bài bản thì bạn phải xuất ra, bạn đưa nó sang cái không gian layout để các bạn dàn trang. Tức là mình không phải chỉ nhìn có một view nhìn này không, mình nhìn các cái view nhìn nào là nhìn trên nhìn xuống top nè, left nhìn qua, bên trái nhìn qua, bên phải nhìn qua, reference front, back, bottom, vân vân, và mình nhìn một cái góc nhìn bất kỳ thì các bạn làm như sau. Xóa cái tên bỏ ha, các bạn qua layout, các bạn dàn trang nó qua bên layout, bạn xóa cái nhìn này bạn bỏ đi. Rồi các bạn bày setup cái hộ giấy đàng hoàng ha. Rồi, cái chỗ phải vô bài setup manager làm cho bài bản thì phải như sau. Còn không bạn không cũng không cần phải bài setup chi mất thời giờ. Mình chuyển hết cái màu nền này qua màu đen luôn. Alt B Enter gõ option đó, cái bạn vào trong cái tab display nè, rồi bạn bỏ chọn cái này đi, bỏ chọn cái này đi là cả không gian nó đen hết cho các bạn luôn.
Rồi ok, đã đèn hết rồi ha. Là cái nét viền này kệ nó đi, bạn dán cái không tên vào, nhấn Ctrl V dán không tên vào này, không tên này. Rồi cái dành dành trang nè. Mình đưa mình tức mình trình bày cái khối 3D trước khi các bạn in ra. MV Enter dùng khung nhìn MV. À, giả sử cái chỗ này mình lấy cái một hình chiếu, rồi ở đây mình lấy một hình chiếu. MV MV Enter nha, lưu ý MV. Đây là cái cách mà bài bản nhất các bạn dàn trang cái khối 3D trước khi bạn in. Bên model mình chỉ nhìn được một view thôi. Rồi bây giờ mình giải quyết từng view một. Thứ nhất cái này giả sử mình lấy cái mặt mình lấy cái có thể các bạn lấy hình chiếu 2D cũng được nữa và bạn ghi kích thước trực tiếp ở đây luôn. Hoặc là bạn cứ mỗi một khung nhìn như vậy bạn cho một cái góc nhìn bất kỳ đó. Rồi khung nhìn này mình lại cho người ta thấy ở dưới lật lên như thế này. Hoặc là bạn muốn thấy 2D á, nhìn thẳng 2D luôn thì bạn chọn chỗ này nè. Ví dụ như top thì nó quay về top luôn nè. Và cái chỗ này là giúp cho các bạn chọn 2D wireframe hay là hidden hay là realistic. Đấy, bạn có thể gọi là texture đó vân vân. Mình chú ý cái chỗ này là để chọn cái chế độ hiển thị của cái hình khối của chúng ta. Rồi nó đang treo rồi các bạn ơi. Máy đang treo rồi, để mình thao lần chút xíu. Rồi chúng ta lại đang hướng dẫn các bạn cái là máy nó bị treo đó. Thì mỗi một khung nhìn như vậy các bạn chọn một cái góc nhìn tùy thích của các bạn. Ví dụ như khung nhìn này mình chọn một cái view nhìn khác, khung nhìn MV này này nhấp đôi vô trong rồi các bạn cứ quay thôi đó. Bạn cứ chọn một cái góc nhìn mà các bạn mong muốn được chưa nào. Tức mình cùng lúc mình biểu diễn được nhiều góc nhìn. Bạn zoom này lên đó. Rồi đưa BS Enter để thoát ra khỏi khung nhìn. BS Enter là ra khỏi khung nhìn này, hoặc là đưa trở ra khỏi khung nhìn nhấp đôi vô trái. Rồi cái khung này mình lấy cái góc nhìn khác ở dưới nhìn lên, ví dụ như thế này. Rồi nhập lên Z Enter zoom to nó lên. Rồi BS Enter thoát ra xong hình này mà cũng zoom to nó lên, hình này nó hơi nhỏ. Z Enter nè, bằng bắt vừa khít cái hình đó. Rồi BS Enter thoát ra đó. Bạn dùng cái không gian bên layout bằng biểu diễn đó, để mình có thể cùng một lúc các bạn có thể xuất ra nhiều khung nhìn trên một tờ giấy để cho khách hàng xem. Còn bên model thì bạn làm một lần, mỗi lần bạn chỉ xuất được một cái thôi. Rồi nhấn Ctrl B thì các bạn in cũng giống tương tự hồi nãy thôi. Rồi bạn cũng chọn tên bên não, ở đây mình Revit Lot à, mình lít chọn tên bên đây nè. DVG, bạn chọn DVG to PDF á. Rồi dùng khổ giấy A3 đi. Window bạn chọn cái khổ ISO Folic A3 hoặc A4 á, thì nó in sát ra ngoài cái viền tờ giấy luôn, nó không có thụt vào quá nhiều, nó bỏ giấy trống rất là phí. Này nhiều lên mình in A4. Rồi Window bạn cũng bắt chéo bên cái bản vẽ như thế này. Rồi bạn cái chỗ này cũng có nhiều chế độ in, tuy nhiên ở bên layout đó thì bạn định như thế nào in chỗ này nó không cho hoàn chỉnh nữa. Thì bạn lúc này bạn chỉnh chỗ này thì mình đang để hình khối rồi, thì các bạn cứ để mặc định monochrome thì nó in ra y như vậy thôi. Để review bạn xem nè. Tức là bạn view như thế nào, mỗi một khung nhìn bạn view như thế nào thì nó in như thế đó luôn. Đó là trong không gian layout à, cho nó cái hình nằm ở chính giữa tờ giấy. Bạn chọn cái chế độ này Center là Lot Fit to Paper để cho nó phóng đầy tờ giấy. Cái này để cho nó nằm ở chính giữa tờ giấy ha. Rồi bên đây thì bạn nằm ở trong khung nhìn như thế nào thì được két nó xuất ra như thế đó cho các bạn luôn. Đây nó có cho mình chỉnh những cái chế độ giống như ở bên không gian model. Ở đây mình muốn cái view như nào để mình chọn ở hai chỗ này nè. Bạn chọn Realistic hay là chọn Hidden hay là chọn Wireframe ở đây. Còn hình khối bằng cái view nhìn này bạn chọn ở đây. Đó, bạn zoom lên. Rồi mình ưng ý là cái chuột phải Lot. Rồi đặt cho nó cái tên. Rồi cái này là 3D2 Sell. Xong như vậy là chúng ta đã có được cái file 3D để gửi cho khách hàng, rất là tuyệt vời. Đó là những vừa rồi Thắng Lê vừa hướng dẫn cho các bạn những cái cách để các bạn in ra giấy cũng như là xuất ra file, bạn nên xuất ra file PDF ha, để mình có được cái file từ cái mô hình 3D mà các bạn dựng trên CAD bạn gửi cho khách hàng của chúng ta. Rồi, video này Thắng Lê xin kết thúc tại đây. Còn anh chị các bạn nào mà có nhu cầu về những cái thư viện 3D này nè, mình còn rất là nhiều thư viện 3D khác nữa, thì các bạn liên hệ với Thắng Lê qua cái email này nè nha, qua email này, qua là Zalo số này nè. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác.